Xin chào các bạn. Trong quá trình đi xin việc làm thêm thì việc quan trọng nhất là gì nhỉ? Đó là việc gọi điện thoại trực tiếp đến quán để xin được phỏng vấn. Và đây chính là khâu quan trọng nhất. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình hay thông qua những gì mình đã thấy thì hầu hết các bạn không có đủ tự tin để làm công việc này. Ngay chính cả bản thân mình cũng vậy. Sau khi sang Nhật thì mình đã gọi điện thoại rất là nhiều. Tuy nhiên, hầu như là thất bại. Thế nhưng chính nhờ có những cái thất bại đó mà nó cho mình được rất là nhiều những bài học quý báu về việc điện thoại. Và bài học ngày hôm nay thì mình sẽ triển khai về vấn đề này. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Thứ nhất, chúng ta phải để ý đến một việc, đó là thời gian điện thoại. Ok, chúng ta sẽ tránh những thời gian mà quán ăn đông khách nhất, đó là thời gian từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều, hoặc là bắt đầu từ 6 giờ tối là chúng ta không nên gọi điện thoại. Thời điểm hợp lý nhất để chúng ta gọi điện thoại đó là thời gian từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Và khi mà người bên kia nhấc máy thì chúng ta sẽ phải chào hỏi ngay câu đầu tiên là Konnichiwa. Watashi wa Sun to moshimasu. Arubaito no kyūjin jōhō o mite ōbo no denwa o sasete itadakimashita. Xin chào, em tên là Dũng. Em có xem thông tin tuyển dụng về công việc làm thêm của quán mình, và hôm nay em gọi điện đến xin được ứng tuyển. Tiếp theo chúng ta có thể nói kế thêm một câu là Hōru no oshiyoto wa mada boshiu shite masu ka? Quán mình có còn tuyển công việc làm bồi bàn không ạ? Hay là Kitchen hay là chūbō là làm việc trong bếp nhá. Quán mình có còn tuyển người ở làm ở trong bếp không ạ? Ok. Trong trường hợp thứ nhất, nếu mà quán đó không tuyển dụng nữa thì họ sẽ thường nói câu này: Sumimasen, owachattan desu. Sumimasen, owachattan desu. Hoặc là ima boshiu shite nai desu ne, sumimasen. Chúng ta sẽ lại gọi điện thoại lần nữa đúng không? Sumimasen, watashi wa Jun to moshimasu. Arubaito kyūjin jōhō o mite ōbō no denwa o sasete itadakimashita. Và chúng ta sẽ hỏi thêm một câu rằng là: cho em hỏi có người phụ trách tuyển dụng ở đó không ạ? Không thì chúng ta sẽ nói là Saiyō no tanto no kata wa irasshaimasu ka? Saiyō no tanto no kata wa irasshaimasu ka? Và trong trường hợp người tuyển dụng đi vắng thì nhân viên của quán ăn thường nói những câu như sau. Thứ nhất, tên chủ là chủ quán nhé. Người tuyển dụng hầu hết là người chủ quán. Và người nhân viên sẽ nói rằng Tenchō wa inai desu. Tenchō wa ima seki o hazushite imasu. Có nghĩa là bây giờ hiện tại thì tenchō không có ở đây, chủ quán không có ở đây. Hoặc là sẽ có những câu như sau: Tenchō wa ima dekakete imasu. Tenchō wa ima dekakete imasu. Tenchō wa ima gaisutsu chiu desu. Tenchō wa ima gaisutsu chiu desu. Và người tuyển dụng sẽ nói tiếp rằng là: anh ấy về lúc nào thì tôi sẽ bảo điện lại ngay. Morori shidai kochira kara kake naoshimasu. Morori shidai kochira kara kake naoshimasu. Hay là một câu ngắn hơn là Tenchō ga morottara sugu kochira kara denwa o kake naoshimasu. Và tất nhiên cũng sẽ hỏi về thông tin cá nhân của bạn, đó là hỏi về tên, onamai, hỏi về quốc tịch, kokuseki, hỏi về tuổi, nende, hay là tên trường học của bạn, gakko no namae. Và khi đó bạn phải chuẩn bị sẵn những cái nội dung đó để trả lời. Và sau đó thì các bạn phải nói là cảm ơn, arigatou gozaimasu, yoroshiku onegaishimasu. Ok. Trong trường thứ ba, khi mà người tuyển dụng nhấc máy thì chúng ta phải nói lại cái thông tin. Em có coi cái tạp chí về tuyển dụng trên internet chẳng hạn, hay là những tờ rơi, và em gọi điện thoại đến đây xin được ứng tuyển đúng không? Arubaito boshiu shite zatsi o mite o obo no denwa o sasete itadakimashita. Và chúng ta sẽ nói tên mình: Jun to moshimasu. Jun to moshimasu. Và mình sẽ nói thêm một câu nữa là: em mong muốn được ứng tuyển vào công việc làm trong bếp chẳng hạn. Ví dụ câu này nhé, thì chúng ta sẽ nói là Kitchen no baito no obo o kibou shite iru no desu ga ojikan yoroshii deshou ka? Ojikan yoroshii deshou ka? Ojikan yoroshii deshou ka? Có nghĩa là bây giờ anh có rảnh không ạ? Và đây là những từ vựng liên quan về vị trí công việc. Khi mà các bạn xem những thông tin ở trên những tờ tạp chí tuyển dụng, hay là những thông tin trên những tờ rơi ấy, thì các bạn sẽ biết rằng là quán này đang thiếu những cái vị trí nào. Vị trí hô được tức là bồi bàn nằm ở bên ngoài nhé. Kitchen chư bồ là nằm bên trong. Lazy là tính tiền, người làm tính
kiện và dịch cách gượng là tiếp khách. Ok, để có ký vô tức là nguyện vọng mong muốn của mình được ứng tuyển vào các vị trí công việc này. Và ngay sau đây là một vài câu hỏi mà Tiên Trồ sẽ nói với các bạn và các bạn phải nghe được nhé. Ok, thứ nhất đó là tuần anh đi làm được mấy buổi đúng không? Chúng ta sẽ nói là siêu ni nang kai de re masu ka, siêu ni nang kai de re masu ka, hay là bỏ chân ý đi chúng ta sẽ nói ngắn hơn là siêu nang kai de re masu ka, siêu nang kai de re masu ka. Và thường trong khi phỏng vấn điện thoại hay là đi xin việc làm thêm thì ngoài cái cách nói getjubi kayubi suyu mokuyu kizuzu thì chúng ta sẽ nói ngắn hơn. Ví dụ như là thứ bảy chủ nhật sẽ nói là donichi. Ok, thứ hai thứ tư thứ sáu thì sẽ nói là getsuikin, thứ ba thứ năm thứ bảy thì sẽ nói là kamokudo, kamokudo. Heijitsu tức là ngày thường tính từ thứ hai đến thứ sáu. Heijitsu. Sukujitsu tức là ngày nghỉ, ngày lễ. Sukujitsu. Và tên trò thường hỏi là anh đi đến đây bằng gì? Anh đi đến đây bằng gì? Anh làm thế nào đi đến đây? Doyatte ikimasu ka? Thì khi đó thì các bạn sẽ trả lời bằng tôi đi bằng xe đạp, shitensha, charinko, đúng không? Charinko cũng là xe đạp, hay là tôi đi bộ, aruite ikimasu, hay là aruite ikimasu, hay là tôi đi bằng xe điện, densha, basu. Nếu bằng xe điện thì các bạn sẽ phải nhớ tên nhà ga, nhớ chưa? Nhớ tên nhà ga. Và cuối cùng, tên trồ sẽ hỏi rằng là khi mà đến phỏng vấn thì các bạn cần phải mang theo những cái gì, đúng không? Mang theo những cái gì thì mình đã ghi rõ ở đây rồi. Thứ nhất là Direkisho. Direkisho có nghĩa là sơ yếu lý lịch, hay là Zaiyu Kado, Zaiyu Kado. Gaikokujin Torokusho, Gaikokujin Torokusho. Theo IKEA đúng không? À, nhưng mà bây giờ là người ta sẽ thay bằng Zaiyu Kado. Nhưng mà các bạn phải học cả hai từ này để khi mà người ta nói thì các bạn phải hiểu được. Cuối cùng là passport, passport, hộ chiếu, đúng không? Hộ chiếu. Và tên trò sẽ hỏi ngày phỏng vấn. Mensetsu là phỏng vấn nhé. Mensetsu wa itsu ga ii desu ka? Phỏng vấn thì khi nào thì được? Hay là mensetsu nitsuite wa itsu koraremasu ka? Là khi nào thì anh đến được, đúng không? Itsu koraremasu ka? Itsu koraremasu ka? Đây là câu hỏi cuối cùng rất rất là quan trọng trong bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào, là người ta sẽ hỏi rằng là anh còn có gì muốn hỏi không ạ? Anh có câu hỏi gì không, hay là anh có gì anh chưa hiểu không, đúng không? Anh có câu hỏi gì không? Nanika gosuchumon arimasen ka, hay là nanika gosuchumon arimasu ka? Okay. Anh muốn hỏi gì không? Kikitai koto ga arimasen ka, kikitai koto ga arimasen ka, hay là わからないことがありませんか? わからないことがありませんか? Và chúng ta sẽ tìm một vài câu hỏi để hỏi lại người ta. Ví dụ mình sẽ nói là em có một câu hỏi, đúng không? 一つの質問があります. Đó là, các bạn nhớ cho mình từ này, đó là từ makanai. Makanai có nghĩa là quán có hỗ trợ tiền ăn không? Makanai wa arimasenka? Makanai wa arimasenka? Hay là câu hỏi thứ hai đó là quán có trả tiền phí đi lại không? Kochihi wa demasu ka? Kochihi wa demasu ka? Và cuối cùng, trước khi dập máy thì chúng ta sẽ nói rằng ngày thứ bao nhiêu thì tôi sẽ đến phỏng vấn, rất mong được sự giúp đỡ của anh, đúng không? Nani nani. Ví dụ như là ngày mùng 1 chẳng hạn, tsuitachi ni, hay là thứ hai tuần sau chẳng hạn, raishuu no getchuyobi ni o ukagai itashimasu, o ukagai itashimasu. Yoroshiku onegaishimasu, yoroshiku onegaishimasu. Và chúng ta dập máy, chúng ta sẽ それでは失礼いたします, それでは失礼いたします. Có một chú ý như này, khi mà gọi điện thì các bạn nhớ lấy giấy ra, ghi chép lại những cái câu trong bài học ngày hôm nay, đặt trước mặt mình và điện thoại, nhìn vào đó và đọc. Đó là một kinh nghiệm rất là quý báu, bởi vì chúng ta sẽ không có thể nói trôi chảy ngay lập tức được, mà chúng ta cần phải nhìn vào đó và nói. Và khi đi phỏng vấn nhớ mang giấy tờ theo, quần áo chỉnh tề và đến trước khoảng 5 phút các bạn nhé. Chúc các bạn tìm được một công việc như